CBG Store xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp và lắp ráp cây đàn piano điện Yamaha IDP-105, một trong những lựa chọn hàng đầu cho người yêu âm nhạc và muốn bắt đầu học piano. Bắt đầu thôi. Gọn gàng. Bên trong hộp chúng ta sẽ có thân đàn, các bộ phận của chân đàn, một chiếc ghế chính hãng, sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành và những con vít để chúng ta lắp ráp. Một thiết bị đi kèm nhưng không nằm trong hộp đàn, đó là cái nguồn. Cái cục adapter của cái đàn này nó sẽ có đầu ra là 12V và 1.5A. Để lắp ráp thì chúng ta cần có cả con vít. Con vít to và dài nhất này thì chúng ta sẽ lắp cái pedal với chân, cái vít to nhưng mà ngắn hơn thì chúng ta sẽ dùng để lắp cái thân đàn vào chân. Cái vít nhọn này và dài này thì chúng ta sẽ bắt cái tấm che ở phía sau với cái pedal. Còn cái vít ngắn này thì chúng ta sẽ lắp ở phía trên, gắn cái chân đàn với miếng che phía sau. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ gắn cái pedal vào với hai cái chân. Lắp đi không? Để vô. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái tấm che phía sau. Rồi, khoan. Quay sát luôn. Được rồi. Có một chi tiết mà mọi người cần phải lưu ý khi chúng ta lắp đặt đàn piano điện. Nhìn vào đây. Ở dưới ba cái pedal của đàn nó sẽ có một con vít. Và chúng ta phải hạ cái con vít này xuống cho nó chạm với nền nhà. Đấy. Để khi mà chúng ta đạp pedal đó thì nó sẽ chắc chắn và nó không làm cong vanh cái giá đỡ pedal. Đây sẽ là dây của pedal. Thì chúng ta sẽ gắn nó. Ở đây nó sẽ có một cái sợi thép. Chúng ta có thể cuộn gọn cái dây lại. Như vậy là chúng tôi đã lắp ráp xong cây đàn piano điện Yamaha IDP-105. Nếu mọi người ở Huế mua đàn tại Simjic thì sẽ được chúng tôi hỗ trợ lắp đặt miễn phí. Còn nếu khách hàng ở xa gặp khó khăn gì thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ hướng dẫn. Hy vọng rằng video này sẽ giúp mọi người có thể dễ dàng lắp đặt cây đàn Yamaha IDP-105 tại nhà. Và nếu thấy video này hữu ích thì cho chúng tôi một like, một subscribe nhé. Cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.